Chào anh em nha, nay em giới thiệu đến anh em một cái vàng đắp bờ. Đắp bờ này hàng đấu giá nha anh em, mới vừa về cập bến luôn nha anh em. Rồi, em sẽ quay một tổng thể cho anh em xem. Này là AZ350 nha anh em, díp lô nha anh em, đắp bờ hiệu níp luôn. Rồi anh em có nhu cầu xài đắp bờ thì cứ liên hệ em nha, níp luôn nha anh em, còn cực mới luôn nha anh em. Đây cái nón của nó, cái đèn tờ mình đo gang coi, 1 gang, 2 gang nha anh em, cái nón có đường kính 2 gang nha. Còn cái này là cái trục cỡ 1,5 gang. Lưỡi nè nha anh em, lưỡi còn cực đẹp luôn nha anh em. Cái này là nó sơ xuôi nha anh em, nó đi xuôi nha, chứ không phải đi ngang nha. Nghĩa điện Nhật nha anh em, đắp bờ nghĩa điện Nhật. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ cửa hàng em, hiệu níp lô. Đây cái đường chuột, đây cái này mình xài được nha anh em, mình đẩy qua đẩy lại được nha. Là cái này nó anh em cứ xài qua xài lại là bình thường, xài qua xài lại để cho mình đắp cái bờ cho nó xa hay gần đó anh em. Đây cái này tăng chỉnh đó, nếu mà anh em xài ti và anh em gắn cái ti vô đây thay thế cho cái cơ này. Đây, cực đẹp luôn anh em ơi, rồi anh em có cần xài vàng đắp bờ liên hệ cửa hàng em nha, quá đẹp. Quá đẹp luôn anh em ơi. Cứ có nhu cầu là cứ gọi điện thoại nha anh em. Thì khi anh em bình luận thì mình không có biết được mình trả lời đâu nha. Cứ cần cứ liên hệ số điện thoại là được hết trơn. Gọi điện thoại mình nói chuyện rồi nó dễ nha anh em. Rồi quá đẹp anh em ơi. Sọ này rất là lớn nha anh em. Sọ lớn nha. Rồi mình xin kết thúc nha anh em.